At Infineon, our deep understanding of solar, wind, and power conversion allow us to optimize products to deliver the high efficiency, performance, and reliability needed in these applications, such as our cool SiC solutions for best-in-class efficiency, and our Easy Power Module family for flexibility and scalability. Solar installations use different types of inverters based on their power range. Microinverters are designed for up to 1500 watts and require a compact and high-efficiency design. Our Optimos MOSFET and Cool SiC diode families are ideal for the DC to DC stages, while our Cool MOS offering is recommended for the DC to AC conversion. Multi-level string inverters up to 5 kilowatts can take advantage of our low-voltage Optimos MOSFETs and the reduced conduction and switching losses. String inverters up to 10 kilowatts will benefit from Cool SiC MOSFETs and diodes or IGBTs in our high-speed 3 and trenchtop 5 families, while inverters exceeding 30 kilowatts are best served by the high density and high efficiency provided by our module solutions, including Easy Cool SiC, Easy Booster, and 3-level Easy 1B, 2B, and 3B products. In central inverter solutions, 2-level or 3-level NPC1, NPC2, or ANPC topologies are preferred. A 3-level topology is widely used as it enables higher efficiency levels. Our Econo Dual 3 family, 62mm modules, and PrimePack 3 and 3 Plus modules are best fit to create inverter solutions up to 3,000 kilowatts. Wind turbines, which are typically rated from 1 to 10 megawatts, require power electronics to deliver high power density while providing robust and reliable operation for up to 25 years. Infineon's PrimePack 3 Plus modules, leveraging our IGBT5 and DOT-XT joining technology, offer up to 25% higher power density or 10 times longer lifetime in wind power applications. The overall performance of renewable energy generation benefits from energy storage systems that balance fluctuations in demand and supply. Whether these are utility, commercial, or residential storage solutions, they require power conversion and battery management systems. If you design power conversion systems up to 30 kilowatts, the best choices are discrete Cool MOS, Cool SiC, and OptiMOS switches, while Easy and PrimePack power modules offer efficient design for energy storage systems with a higher power. Infineon's comprehensive portfolio meets the requirements for your system solution based on our Cool SiC, highly reliable IGBTs, and power MOSFETs in both discretes and modules. As every switch needs a driver, our offering includes optimized gate driver ICs complemented by sensing, control, and security components. Learn more at infineon.com/solar. Thì em cũng cảm ơn cái phần giới thiệu của anh Bình. Em cũng xin giới thiệu là em là Tiên, hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Kyung Book. Thì trước khi vào cái phần thuyết trình thì em cũng xin giới thiệu sơ lược về cái lab mà hiện em đang học tập. Đây là cái trang web của lab em. Thì giáo sư của em là giáo Hon Nhung Cha. Giáo thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghiệp. Hiện tại thì lab đang có 16 sinh viên, trong đó có 6 sinh viên quốc tế. Và trong những năm nay thì lab có rất là nhiều project công nghiệp nên giáo cũng đang rất là cần sinh viên. Thì mấy thầy cô, anh chị em nào mà có nguyện vọng học tập thì có thể gửi CV trực tiếp đến email của giáo. Và giáo cũng đặc biệt là rất là thích sinh viên Việt Nam. Và bên cạnh làm những cái project công nghiệp thì hướng nghiên cứu của lab cũng khá là đa dạng. Thì mọi người cũng có thể truy cập vô cái phần publication của lab để mà xem cái hướng nghiên cứu cũng như là mấy cái bài public gần đây. Dạ, em cảm ơn. Thì trở về cái phần thuyết trình đó, thì cái bài thuyết trình của em nó sẽ gồm 4 phần. Phần 1 là em là về cái tổng quan về cái ứng dụng của cái bộ Current Phase Full Bridge. Phần thứ 2 là nói về các cái ưu nhược điểm của cái bộ này. Phần thứ 3 là đề xuất các cái giải pháp để mà khắc phục các nhược điểm. Và cuối cùng là tổng kết và kết luận.
Ở đây á, là cái sơ đồ ứng dụng của cái bộ CorelDraw. Thì với cái nguồn đầu vào của mình á, là các cái tấm pin nhiên liệu hoặc là những cái tấm pin mặt trời với cái dải điện áp thấp. Từ cái dải điện áp thấp này sẽ được đẩy lên cái dải điện áp cao DC bus có giá trị từ 400 đến 600V nhờ một cái bộ tăng áp DC-DC một chiều. Thì cái bộ tăng áp DC-DC này có hai loại, một loại là cách ly và một loại nữa là loại không cách ly. Thì ở cái phần thuyết trình này em sẽ tập trung nói về cái loại tăng áp cách ly. Thì sau khi cái điện áp được đẩy lên DC bus thì chúng ta có thể sử dụng các cái bộ nghịch lưu để mà chạy các cái động cơ hoặc là đẩy công suất lên lưới. Đây là cái cấu hình của bộ CorelDraw Isolated. Thì đặc điểm của cái bộ này là nó có hai cái tầng tăng áp. Cái tầng tăng áp đầu tiên là bản thân của cái bộ CorelDraw, cái điện áp mà sau cái cụm cảm đầu vào nó lớn hơn cái điện áp đầu vào. Và cái tầng tăng áp thứ hai á là mình sử dụng cái transformer để mà mình đẩy điện áp lên. Và cái nguyên lý hoạt động của cái bộ CorelDraw này cũng khá là đơn giản. Bốn cái khóa nó có cùng một cái duty cycle. Và cái khóa S1, S3, khóa S2, S4 nó sẽ dịch pha so với khóa S1, S3 là 180 độ. S2, S4 dịch pha so với S1, S3 180. Thì với cái sơ đồ đóng cắt như vậy á, thì mình có hai cái trạng thái thứ nhất đó là trạng thái ngắn mạch. Trạng thái switch through là bốn cái khóa này cùng đóng. Và cái trạng thái thứ hai là trạng thái active, trạng thái mà một trong hai cặp khóa đối nghịch nó mở. Thì ở cái trạng thái ngắn mạch đó, cái inductor này nó sẽ trữ năng lượng. Cái trạng thái tiếp theo active đó, là trạng thái inductor này nó sẽ xả năng lượng ra ngoài. Thì mình có thể dễ dàng thấy được cái ưu điểm của bộ CorelDraw đó là nó có thể tạo được cái điện áp rất là cao ở phía ngõ ra. Và một cái ưu điểm nữa là nó có khả năng bảo vệ quá dòng ở phía sơ cấp. Bởi vì khi mà mình nhìn vào cái phía đầu vào đó, mình thấy là có cái impedance, có cái inductance. Nên cái dòng đầu vào nó không thể nào mà tăng một cách đột ngột được. Như vậy đó, thì cái vi xử lý nó có đủ thời gian để mà nó hoạt động cái mạch bảo vệ. Thì bên cạnh cái ưu điểm, hai cái ưu điểm của cái bộ cơ hình phép thì bộ này nó cũng có hai cái nhược điểm chính. Và cái nhược điểm đầu tiên đó là nó bị một cái dòng vật lố trong cái quá trình khởi động. Cái dòng vật lố ở phía đầu vào trong cái quá trình khởi động, bởi vì cái tụ ngõ ra của mình nó không có được nạp đầy. Thì cái hiện tượng này có thể được giải thích như cái hình ở bên dưới. Mình nhớ lại cái mode hoạt động của cái bộ CorelDraw, mình có hai cái trạng thái hoạt động. Trạng thái thứ nhất là cái cuộn dây nó nạp năng lượng, switch through. Trạng thái kế tiếp là cái cuộn dây nó xả năng lượng ra tải. Vậy thì ở cái trạng thái cụm cảm nó nạp năng lượng đó, là cái điện áp đặt trên cái inductor cụm cảm nó bằng với cái điện áp đầu vào, vậy nên cái dòng qua cái inductor nó sẽ tăng. Và tới trạng thái tiếp theo, trạng thái xả năng lượng, thì cái điện áp trên cái cụm cảm nó chính là bằng điện áp đầu vào trừ cho điện áp đầu ra. Ở đây mình chọn tỷ số vòng dây là một, nên cái điện áp nó là V in trừ V out. Mà ở cái thời điểm khởi động á, thì cái điện áp đầu ra nó chưa có được nạp nên cái điện áp nó rất là nhỏ bằng không, nên cái dấu của cái biểu thức này á, nó là lớn hơn không. Vậy thì cái dòng qua cái cụm cảm đầu vào á, nó sẽ tăng. Thì tiếp tục cái chu kỳ nạp xả của cái cụm cảm thì cái dòng đầu vào nó cứ tăng liên tục như vậy đến khi nào mà
cái dấu của cái biểu thức V-in trừ V-out này bằng 0, tức có nghĩa là cái điện áp đầu ra nó bằng với cái điện áp đầu vào, thì bắt đầu cái dòng đầu vào nó mới ngừng tăng, nó nằm ngang, nó đi ngang thì nó bắt đầu giảm. Mà tại cái thời điểm cái dòng đầu vào nó giảm á, thì cái giá trị của nó lớn hơn rất là nhiều lần so với cái giá trị dòng định mức mà chúng ta muốn nó hoạt động. Thì đây là cái mô phỏng để mà chứng minh được cái bộ này nó bị một cái dòng vật lố trong quá trình khởi động. Cái đường màu đỏ là cái dòng ngõ vào, mình có thể thấy được là cái dòng vật lố nó rất là cao, nó lớn hơn nhiều so với cái dòng định mức mà mình muốn chạy ra. Và tương tự như vậy, vì nó có cái dòng vật lố nên cái áp ngõ ra nó cũng bị vật lố. Thì một cái phương pháp cơ bản để mà khắc phục được cái dòng vật lố này đó, là người ta sẽ sử dụng một cái mạch ngoài, người ta sẽ nạp điện áp cho cái tụ ngõ ra trước, người ta sẽ nạp đến khi nào cái điện áp ngõ ra nó gần bằng với cái điện áp hoặc bằng với cái điện áp đầu vào, thì người ta mới bắt đầu khởi động cái mạch. Một cái phương pháp thứ hai nữa là sử dụng cái flyback winding. Thì trong cái lúc khởi động á, là cái điện áp ngõ ra nó sẽ được nạp thông qua cái winding này, cái flyback winding này. Và đến cái nhược điểm thứ hai của cái bộ current fed đó, đó chính là nó bị một cái gai điện áp đặt trên bốn cái khóa đóng cắt ở bên phía sơ cấp. Thì nguyên nhân của cái gai điện áp này là nó bắt nguồn từ cái điện cảm rò của cái máy biến áp. Thì ở đây là em có một cái mạch điện tương đương. Cái nguồn đầu vào nối tiếp với cái cuộn cảm thì mình có thể tương đương với một cái nguồn dòng I-in ở đây. Bốn cái khóa thì sẽ tương đương với cái khóa, một cái khóa. Và tiếp theo là cái điện cảm rò. Thì ở đây dễ dàng thấy được đó là cái khóa này nè, nó đặt giữa hai cái nguồn dòng. Và hai cái nguồn dòng này nó có giá trị khác nhau. Cái nguồn dòng đầu vào đó, nó là hằng số. Còn cái nguồn mà nó, cái dòng mà nó chạy qua điện cảm rò đó, nó là cái nguồn IC, nó có giá trị không, giá trị cộng I-in, giá trị trừ I-in. Vậy nên cái khóa mà đặt giữa hai cái nguồn dòng có giá trị khác nhau, nó sẽ tạo ra một cái gai điện áp rất là lớn. Và cái gai điện áp này á, có thể được biểu diễn ở dưới dạng công thức cơ bản như sau. Điện áp đặt trên điện cảm rò VLK ở đây, thì nó chính là bằng điện cảm rò nhân cho cái độ biến thiên dòng điện chạy qua nó. Thì cái độ biến thiên dòng điện chạy qua cái điện cảm rò là điện áp đầu, dòng đầu vào với giá trị không trong một cái khoảng thời gian delta t. Do cái khoảng thời gian delta t này nó rất là nhỏ, vậy thì một số mà đem chia do cái delta t này nhỏ, rất là nhỏ, thì nó sẽ tạo một cái giá trị điện áp rất là lớn đặt trên cái cuộn dây. Mà cái cuộn dây này nó mắc song song với cái khóa nữa, nên cái khóa này nó chịu một cái điện áp rất là lớn. Hay mà để mà điều khiển được cái claim, cái điện áp này á, thì mình nhìn vô cái phương trình này, mình có thể thấy được cái giá trị điện cảm rò với cái giá trị dòng điện nó là hằng số, mình không có thay đổi được. Cái yếu tố còn lại mình có thể điều khiển được đó chính là cái delta T này. Và một trong những cách mà để điều khiển cái điện áp vật lố là người ta sẽ đặt một cái tụ ở giữa hai cái nguồn dòng có giá trị khác nhau, thì cái giá trị chênh lệch, dòng điện chênh lệch đó, nó sẽ nạp vô cái tụ điện này. Và cái mức điện áp mà mình có thể thấy được, cái thời gian delta t này nó chính là cái thời gian mà nạp xả cái tụ. Thì nếu mà mình điều khiển được cái thời gian nạp xả tụ, nạp phật xả tụ, thì mình có thể điều khiển được cái điện áp vật lố. Thì dựa trên những cái phân tích
Như vậy á, thì mình cũng có thể áp dụng cho những cái bộ kinh vector khác. Khi mà mình nhìn như một cái mạch, mình cũng biết được cái thành phần nào là nó bị cái gai áp. Ví dụ như là cái mạch quấn tịch phát. Cái mạch quấn tịch phát này á, nó là một cái mạch tương đương của cái mạch cơ đình phát. Mạch cơ đình phát thì có chức năng tăng áp. Ngược lại thì quấn tịch phát nó sẽ có chức năng giảm áp. Khi mà nhìn vô cái mặt quấn tịch phát đó, mình có thể dễ thấy được là bốn cái con diode ở phía sơ cấp nó nằm ở giữa hai cái cụm cảm. Vậy thì bốn cái con diode này nó sẽ chịu một cái gai điện áp. Và ở đây em cũng giới thiệu một số cái mặt clamping điện áp cơ bản. Đây là cái kiểu clamping sử dụng những các cái thành phần thụ động passive component. Thì cái tụ này nó sẽ hấp thụ cái giá trị dòng chênh lệch giữa hai cái cụm cảm. Khi mà cái tụ nó được nạp đầy á, thì nó sẽ xả thông qua cái điện trở R. Với cái kiểu mạch clamping như vậy thì thích hợp với cái mặt hoạt động ở công suất thấp, bởi vì mình bị cái tiêu tốn năng lượng trên cái điện trở. Và vì đây là cái vì cái thành phần clamping nó là thành phần passive, nên cái điện áp bộc lố cái điện áp này đặt trên bốn cái khóa là mình không có thay đổi được giá trị, bởi vì cái thời gian xả tụ của nó phụ thuộc vô giá trị R với C, mà R với C là nó hằng số rồi, nên cái điện áp clamping đây nó cũng hằng số luôn. Cái phương pháp thứ hai á, là sử dụng cái mặt active clamp. Thì thay vì sử dụng cái thành phần passive, người ta sẽ dùng thành phần active là dùng một cái khóa đóng cắt. Thì cái dòng chênh lệch giữa hai cái cuộn dây nó sẽ nạp vào cái tụ thông qua cái con body diode của con MOSFET. Và khi mà con khóa này nó on thì cái tụ này sẽ bắt đầu xả, và cái năng lượng xả này nó được đẩy ra tải. Như vậy nên cái năng lượng clamping nó không có bị tiêu hao đâu, chứ nó hoàn toàn đẩy ra tải, vậy nên nó phù hợp với cái mạch công suất cao. Và mình cũng có thể dễ dàng thấy được cái thời gian xả tụ nó phụ thuộc vô cái thời gian mà mình on cái con khóa này, nên mình có thể dễ dàng điều khiển được cái điện áp clamping. Thêm một phương pháp nữa là người ta dùng cái mặt impedance sụt, là người ta sẽ gắn cái hệ thống impedance network ở phía đầu vào. Thì impedance sụt nó chia thành hai loại, một loại là vấn tịch phát và loại thứ hai là loại cơ đình phát. Thì cái cơ đình phát qua CG sụt này á, nó có thể nó vượt trội hơn ba cái cấu hình còn lại, bởi vì nó có khả năng là giải quyết được cái vấn đề khởi động, và cái thứ hai là nó có kiêm luôn cái chức năng là clamping, clamp cái điện áp ở trên bốn cái khóa này. Thì cái bộ cơ đình phát này cũng là cái một trong những cái topic mà em nghiên cứu, thì em sẽ trình bày ngắn sơ lược về nguyên lý hoạt động cũng như thiết kế cái bộ cơ đình phát qua CG sụt này. Cái đặc điểm của cái bộ cơ đình phát qua CG sụt này là nó có hai cái chế độ hoạt động. Một chế độ hoạt động là tăng áp, và chế độ hoạt động thứ hai là chế độ giảm áp. Thì ở chế độ tăng áp, bốn cái khóa này nó có duty cycle là lớn hơn 0.5. Vậy nên mình có thể thấy là có những cái khoảng thời gian là bốn cái khóa nó cùng đóng. Và khi mà mạch hoạt động ở chế độ giảm áp á, thì duty cycle của nó nhỏ hơn 0.5, thì mình cũng có những cái khoảng thời gian mà bốn cái khóa này nó tắt. Vậy thì
dựa trên cái điện áp mà đặt trên cái cuộn dây đầu vào thì mình có thể dễ dàng tìm được cái độ lợi của mạch khi hoạt động ở chế độ tăng áp và độ lợi của mạch khi hoạt động ở chế độ giảm áp. Có được hai cái phương trình độ lợi này á thì mình vẽ ra được một cái giản đồ biểu thị mối quan hệ giữa tỷ số điện áp ngõ ra ngõ vào thay đổi theo cái duty cycle của khóa. Và cái giản đồ này được vẽ khi mà cái tỷ số vòng dây máy biến áp là bằng 1 để cho mình dễ nhìn là nó có chức năng tăng giảm áp. Thì tại cái duty cycle của khóa bằng 0.5 mình thấy được là cái tỷ số điện áp nó bằng 1 là điện áp ngõ ra bằng điện áp ngõ vào. Khi mà cái duty cycle này nhỏ hơn 0.5 thì mình thấy là cái tỷ số VLGV in này nó nhỏ hơn 1, tức có nghĩa là mạch đang hoạt động ở chế độ giảm áp. Tương tự như vậy, khi mà duty cycle lớn hơn 0.5 thì cái tỷ số VLGV in nó lớn hơn 1 nên mạch hoạt động ở chế độ tăng áp. Vì mạch có thể hoạt động ở chế độ giảm áp cho nên chúng ta có thể sử dụng cái vùng giảm áp này cho cái quá trình khởi động. Và tiếp theo nữa là nó có một cái có một cái và cái mạch này nó có thể claim được cái điện áp bộc lố. Và cái hình màu xanh đây là mình có thể thấy được là điện áp đặt trên bốn cái khóa nó chính là bằng tổng điện áp trên hai cái tụ C1 và C2. Và nhìn nhanh thêm một cái nữa là mình có thể xác định được cái điện áp trên tụ C1 chính là bằng điện áp trên cái cụm L1 cộng điện áp trên cái cụm L in và cộng điện áp đầu vào. Nhưng mà cái điện áp trung bình trên cái cuộn dây trong một chu kỳ là bằng 0, nên mình có thể dễ dàng xác định được cái điện áp trên tụ C1 chính là bằng điện áp đầu vào. Vậy cái điện áp clamping trên bốn cái khóa nó chính là bằng 2 lần điện áp đầu vào. Vậy thì hai cái hình này cũng chứng tỏ được là cái bộ cơ định phát nó qua si di sụt nó giải quyết được cái vấn đề khởi động và cái vấn đề điện áp vật lố trên khóa. Sau đây là cũng một phần quan trọng của cái bộ này, đó chính là thiết kế. Với một cái bộ tăng áp DC-DC thì cái ngõ ra của mình là cố định 400 hoặc là 600 V, thì cái điện áp đầu vào mình sẽ thay đổi từ điện áp min tới điện áp max. Và cái số vòng dây trên cái máy biến áp này sẽ được xác định tại cái điện áp lớn nhất. Và tới cái thành phần cần thiết kế thứ hai đó là ba cái cuộn dây L in, L1, L2. Thì ba cái cuộn dây á, sẽ được thiết kế tại cái dòng điện là lớn nhất, và cái dòng lớn nhất á, đạt được khi mà tại cái điện áp là nhỏ nhất. Tại cái điện áp là nhỏ nhất. Thì từ cái phương trình điện áp đặt trên cái cuộn dây á, mình có thể tính ra được cái ripple. Và một cái ưu điểm của cái bộ cơ định phát này á là khi mà mình nhìn vô cái điện áp giữa ba cái cuộn dây này thì ba cái điện áp đó là hoàn toàn giống nhau, cái đường màu đỏ. Vậy nên á ba cái cuộn dây này á mình có thể couple nó lại bằng phương pháp couple, là sử dụng direct couple để mà tăng cái giá trị điện cảm lên 3 lần. Thì mình có 3 cuộn nên cái dây điện cảm của mình sẽ tăng lên 3 lần, hoặc là cũng là một cái giá trị điện cảm đó nhưng số vòng dây của mình nó sẽ giảm đi 3 lần.
tới thành phần thiết kế thứ hai, thứ ba, đó chính là hai cái tụ điện C1, C2. Thì tương tự như vậy, cái giá trị điện dung cần được thiết kế tại cái dòng nạp xả là lớn nhất. Thì cái dòng nạp xả lớn nhất đó, nó sẽ xuất hiện khi mà cái điện áp đầu vào là nhỏ nhất. Khi mà mình xác định được cái dạng dòng điện nạp xả qua tụ và mình biết được cái ripple, cái áp ripple trên cái tụ, thì mình có thể dễ dàng chọn được cái giá trị điện dung theo như cái phương trình này. Delta VC là cái ripple điện áp trên tụ. Cái thành phần tích phân ICDT đó chính là cái thành phần diện tích của cái hình màu vàng. Thì khi mà mình chọn cái giá trị ripple điện áp và mình tính được cái diện tích cái phần màu vàng này, thì mình dễ dàng xác định được cái giá trị điện dung C. Và tiếp theo là phần thực nghiệm để mà chứng minh được cái lợi ích của cái bộ current phát. Thì cái thông số thực nghiệm á, bộ current phát này sẽ chạy ở công suất là 1 kW với cái điện áp nổ vào dao động từ như sau: điện áp nổ ra 480, tần số đóng cắt của mạch là 30 kg. Thì dựa trên cái thông số mạch đó, thì mình có thể tính toán ra được cái thành phần điện cảm, điện dung và thành phần tỷ số vòng dây giống như em trình bày phía trước. Với cái giải điện áp nổ vào hoạt động thì em đo hiệu suất đó, thì có thể thấy được cái bộ này nó đạt công suất đỉnh tại cái điện áp là lớn nhất 60V với cái công suất là 97.5%. Và một số cái kết quả thực nghiệm, đây là cái kết quả khi mà bộ hoạt động ở quá trình khởi động tại cái điện áp là nhỏ nhất. Thì cái đường màu vàng là cái điện áp nổ ra Vout, và cái đường màu hồng là cái dòng điện nổ vào Iin. Thì mình dễ dàng thấy được là nó không có bị vật lố. Cái VPN là cái điện áp đặt trên 4 cái khóa VPN, và đây là cái dòng chạy qua điện cảm rò. Và đây là cái kết quả chứng minh được cái bộ current phát qua suy di sụp nó có khả năng clamping cái điện áp vật lố. Đây là cái hình zoom to. Thì cái đường màu vàng là cái điện áp VPN, là điện áp đặt trên cái khóa. Thì mình có thể dễ dàng thấy được là cái điện áp nó clamping ở đây. Thì trong cái khoảng thời gian clamping, cái dòng chạy qua điện cảm rò nó tăng tiến tính, là nó đang nạp cho tụ. Cái dòng nó đang nạp cho tụ. Ở đây mình có một cái gai, thì theo như lúc mà em chạy thực nghiệm, cái gai này là không thể nào mà loại bỏ hoàn toàn được. Cái gai này nó nguyên nhân là vì cái layout của cái mạch mình nó có những cái strain rất tầng, ví dụ như giữa các cái khóa hoặc là giữa các tụ với cái con diode, mình không thể nào tránh khỏi được cái spike này. Mà có một cách để mà có nhiều cách để giảm cái spike. Một trong những cách đó là mọi người có thể giảm cái tốc độ cắt của cái con ngắt của cái con khóa, thì cái spike nó sẽ giảm đi. Và thêm một điểm nữa là đây là cái dạng dòng điện trên ba cái cuộn dây. Cái đường màu vàng là cái dòng input, thì dòng input nó có giá trị là tầm 30 ampere, nhưng mà cái dòng mà chạy qua hai cái cuộn lò có giá trị rất là nhỏ, nó khoảng vài ampere thôi.
mà ba cái cụm này nó được couple lại với nhau. Vậy thì á, cái tiết diện dây mà xài cho cái cụm L1, L2 á, nó nhỏ hơn rất là nhiều lần so với cái cụm đầu vào. Với một cái co, với cái thể tích co mà sử dụng cho một cái cụm cảm đầu vào, thì mình cũng có thể nhét được ba cái cuộn dây này vào cái thể tích co đó. Bởi vì cái số vòng dây của mình giảm đi 3 lần, mà cái tiết diện dây của cụm L1, L2 này nó nhỏ hơn cái tiết diện dây của cái cuộn cảm đầu vào nữa, nên mình có thể couple trong một cái co bằng với cái thể tích của cái co mà sử dụng một cái cuộn đầu thôi. Và cuối cùng là phần kết luận. Thì cái bộ current fed qua CG sụt này nó có thể giải quyết được cái vấn đề dòng vật lố trong cái quá trình khởi động, cũng như là loại bỏ đi các cái gai điện áp đặt trên bốn cái khóa. Nhưng mà nhược điểm của cái bộ này là mình cần thêm hai cái tụ với một con diode. Phần thuyết trình của em là hết rồi anh Bình. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn trình bày của bạn Tiên ạ. Sau đây mời các thầy cô, các đồng nghiệp có đặt câu hỏi gì trao đổi với bạn Tiên ạ. Mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là có thể là đặt câu hỏi qua thông qua cái trong group, trong cái tin nhắn của chat ạ. Ở đây có bạn Thuần ở University of Dallas. Bạn có đặt câu hỏi này cho nhiều bằng tiếng, trao đổi bằng tiếng, đó là yeah. Bạn có thể so sánh hiệu suất giữa current fed và voltage set của DC-DC converter không ạ? Thứ nhất. Thứ hai là thông thường với cái duty cycle của cái switch S1, S2, S3, S4 là 50%. Thì khi đấy thì khi nào nên lựa chọn là current fed thay vì button fest? Đó là số về trao đổi của bạn Thuần ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Thuận. Thì với cái câu hỏi đầu tiên đó là cái hiệu suất mà giữa current fest và button fest DC-DC converter, thì em được biết đó là hiệu suất của bộ button fest là nó luôn luôn cao hơn cái hiệu suất của cái bộ current fest. Bởi vì cái bộ current fed á, nó cái conduction loss nó rất là lớn, nó lớn hơn nhiều so với cái bộ voltage fed. Bởi vì nó có những cái khoảng các cái khóa nó nạp năng lượng, nó cùng đóng với nhau á, nên cái conduction loss nó lớn hơn voltage fed. Và thông thường đi cycle của switch S1, S2, S4 là 50%. Khi mà cái duty cycle của khóa là 50%, cố định 50% á, thì theo được biết là thường thì người ta sẽ sử dụng cho cái ứng dụng là phase shift. Ở đây á, là em cái duty cycle này nó không có phải là fix tại 50%. Em sử dụng duty cycle control là mình thay đổi cái giá trị duty cycle để mà đạt được cái giá trị ngõ ra. Chứ ở đây em không có thay đổi cái phase shift để mà điều khiển cái điện áp ngõ ra. Và nên lựa chọn current fed thay vì voltage fed. Thì cái bộ current fed á, đó là cái bộ tăng áp, còn cái bộ voltage fed đó là cái bộ giảm áp. Hai cái bộ này nó có hai cái chế độ hoạt động hoàn toàn độc lập, trái ngược nhau. Một bộ là tăng áp với một bộ là giảm áp. Mình trả lời vậy có được chưa bạn? Xin mời bằng Thuần ạ. Bằng Thuần, anh Thuần ở Dallas ạ. Đã đổi thêm với bây giờ bằng tiếng có gì cần trao đổi thêm mà? Dạ.
Alo, anh Thuận có nghe không ạ? Chắc là để nếu có gì thì anh Thuận trao đổi thì sau với bằng tin sau nhé. Bây giờ mời bằng Minh Duy ạ, Trung Nam có câu hỏi trực tiếp luôn ạ. Dạ, em cảm ơn thầy Bình ạ. Cảm ơn Tiên về phần trình bày rất là hay. Thì mình có một số câu hỏi như sau. Thì ở đây mình thấy là cái bộ current Fed quasi chỉ số của Tiên á, thì lúc nãy Tiên có nhắc tới là cái bộ quantitative Fed quasi chỉ số, thì không biết là cái Tiên có đánh giá về cái size cũng như là cái giá, tại vì mình thấy ở đây là ở cái bộ current Fed thì mình dùng hình như có vẻ là nhiều hơn một cái inductor. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á là ở đây ở bộ current Fed quasi chỉ số của Tiên á, thì mình có thể là couple ba cái cuộn dây lại, thì không biết là mình có cái tiêu chí gì để chọn cái tỷ số vòng dây, tức là ở ba cái cuộn dây đó là cái vòng dây nó khác nhau tốt hơn hay là sẽ bằng nhau. Và cái câu hỏi thứ ba là cái dãy công suất của cái bộ current Fed quasi chỉ số này là khoảng bao nhiêu thì là sẽ cho cái hiệu suất là tốt nhất. Mình xin hết ạ. Cảm ơn câu hỏi của Duy. Thì với cái câu hỏi đầu tiên đó là so sánh cái bộ voltage Fed quasi chỉ số với cái bộ current Fed quasi chỉ số như hai hình bên, thì về cái vấn đề về thể tích của cái impedance network này á, thì mình cũng có đề cập chi tiết trong cái bài báo của mình. Ở đây mình cũng nói là cái điện dung C1 C2 ở cái bộ voltage Fed này á, nó lớn hơn rất là nhiều lần so với cái điện dung của cái bộ current Fed. Bởi vì mình có thể thấy được là cái dòng nạp xả của cái tụ C1 C2 ở cái bộ voltage Fed nó chính là bằng cái dòng input, cái dòng mẫu vào, và cái dòng mẫu vào nó rất là lớn. Cho nên cái C này nó cũng sẽ là lớn, mình có tính toán chi tiết trong bài báo, Duy có thể tham khảo. Còn cái dòng nạp xả trên cái tụ C1 C2 của cái bộ current Fed thì như nãy mình show cái hình thực nghiệm đó, là cái dòng nó chảy qua hai cái tụ này đó, nó nhỏ, nó có vài ampere thôi, trong khi đó cái dòng đầu vào nó tới 30 ampere lận. Nên cái C đó, trên cái tụ C1 C2 này nó bé hơn nhiều lần so với cái bộ voltage Fed. Về cái cuộn dây á, thì ở cái bộ voltage Fed á, mình thấy được hai cái cuộn dây này nó dẫn cái dòng đầu vào, nó dẫn cùng một cái dòng đầu vào. Trong khi đó thì ba cái cuộn dây ở bộ current Fed á, là hai cái cuộn L1 L2 này nó dẫn cái dòng nó nhỏ lắm, nó nhỏ hơn nhiều lần luôn. Cho nên mình dùng cái tiết diện dây nó nhỏ là mình cũng có thể dễ dàng quấn trên cùng một cái co với cái điện cảm đầu vào. Và cái bởi vì mình có tới ba cái cuộn nên cái số vòng dây của mình có thể giảm đi ba lần, hoặc là mình có thể tăng được cái điện cảm lên ba lần. Mà ở bộ voltage Fed á, nó có hai cuộn thôi, vậy thì cái điện cảm nó tăng được hai lần, trong khi đó cái current Fed nó tăng được tới ba lần. Vậy cái thể tích magnetic đó, thì mình nghĩ là hai bộ này nó tương đương nhau, nó cũng không có, bộ current Fed nó cũng không có quá lớn hơn so với bộ voltage Fed và quasi chỉ số. Cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai là về thiết kế cái dây quấn, thì nãy mình cũng trả lời câu hỏi số 1 luôn rồi đó Duy. Và câu hỏi số 3 là về cái dãy công suất đó. Thì cái dãy công suất mình không biết là Duy muốn nói là cái tại tại vì là
mình thấy là ở đây mình có phải là mình dùng ở ngay cái embedded cái network á, thì mình dùng khá là nhiều cái linh kiện, như mình dùng cái copper inductor tới ba cái, thì mình không biết là khi mà ví dụ như mình tăng cái chạy ở cái giải tiền áp là khoảng ví dụ như 3-4 kW thì sao, thì không biết là nó có đáp ứng được hay không về về thiết kế hoặc là thì cái đó nó phụ thuộc vô cái dòng input của mình là bao nhiêu. Ví dụ như cái mặt này á, mình chạy 1 ký mà cái dòng của mình là 30 ampere, cái mình là 30 ampere, cái áp của mình là 480, nhưng mà giả sử như 3-4 ký đi, nhưng mà cái dòng mình nó vẫn 30 ampere, thì mình vẫn có thể sử dụng cái mạng lưới network này. Thì mình design ra cái mạng lưới này phụ thuộc vô cái dòng chứ không có phụ thuộc vô vô cái app nổi ra, nó phụ thuộc nhiều vô cái dòng đầu vào. Ok, như vậy nếu nếu được thì tiền có thể share cái paper về về cái phần nghiên cứu cái mặt current fed này để mọi người có thể theo dõi hơn. Mình sẽ cảm ơn. Cảm ơn Duy. Cảm mời Ngọc Đình ạ, từ Đại học Khoa Hà Nội ạ. Vâng, cảm ơn anh Bình, cảm ơn Tiên vì bài trình bày rất là cơ bản, rất dễ hiểu, từng bước step by step rất dễ hiểu. Thì mình có vài câu hỏi thế này. Thứ nhất ấy, là nó mình cũng có cùng quan điểm với cả Duy ở cái chỗ là cái phần mà mạch mà Duy xin lỗi Tiên thêm vào đấy, cái chỗ mà active clamp đấy, cũng hàng active clamp gọi là cái gì nhỉ, lossless đúng không, lossless snubber thì nó đúng hơn. Thì cái mạch này thêm vào thì nó đóng góp bao nhiêu phần trăm vào cái sự suy giảm hiệu suất? Bởi vì mình thấy là ngay cả khi mà mình dùng cái mạch quasi Z-source đấy thì hiệu suất nó vẫn rất là cao, tận cao nhất là 97.5%, rất là cao. Thì như vậy là cái mạch này đã đóng góp bao nhiêu phần trăm vào cái sự suy giảm hiệu suất? Đây là ý số 1. Ý số 2 đấy, thì trong quá trình mà mình lựa chọn cái này ấy, thì cái con diode DZ này này, thì lúc nãy không biết là mình có bị miss với cái phần đấy không, thì không hiểu là Tiên lựa chọn thế nào. Bởi vì rõ ràng là cái thời gian recovery của nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và thứ hai nữa là cái cỡ mà cái package của nó ấy, cũng sẽ add một số cái phần về cái stray inductance vào trong cái current loop đúng không? Dạ. Ở đây có hai ý đấy thì nhờ Tiên giải thích. Em trả lời cái câu hỏi đầu tiên của anh Định là cái tổng hao mà trên cái bộ di sụp này bao nhiêu. Thì tức là nó đơn giản thế này, có nghĩa là cái bộ mà resource này nếu như mà Tiên mà không thêm vào thì mạch nó vẫn chạy đúng không? Thế thì nếu mà không thêm vào thì hiệu suất nó đo được ở mức nào, và khi mà thêm vào thì hiệu suất nó suy giảm đến mức nào, mức như nào? Thì như này là mình đã có cái thông số là sau khi mà mình có cái bộ resource đấy rồi. Thế thì Tiên đã bao giờ là thử bỏ cái bộ resource đấy ra và mình chỉ chạy mình cái bộ inverter không? Thế xin lỗi, bộ converter không? Và mình so xem các cái spec mà trước khi mình lắp và sau khi mình lắp cái bộ Z-source đấy, xem thứ nhất là hiệu suất nó thay đổi thế nào này, xong cái spike nó thay đổi thế nào này. Bởi vì rõ ràng là mặc dù là Tiên lắp cái bộ Z-source vào nhưng mà spike nó vẫn có, mà cái spike đấy thì nó lại do là cái leakage, mà stray inductance cơ, đúng nào? Như vậy là cái việc mà mình lắp cái mạch Z-source vào thì thực sự là nó cũng chưa, mình thấy cũng chưa giảm được cái spike về mặt voltage ở trên các cái con MOSFET ở phía primary. Nên mình mới hỏi là trước khi lắp thì nó có ảnh hưởng gì không, mà sau khi lắp thì hiệu quả nó đến mức nào là vì thế. Ở đây mình chưa thấy có kết quả ở cái phần mà trước khi lắp cái con cái mạch resource. Nếu mà mình mà không lắp cái phần clamping đó là mình cái điện áp vật lố của mình nó rất là cao luôn anh Định. Ở đây cái anh Định thấy cái đường màu vàng là cái điện áp clamping của mình. Còn nếu mà mình không có cái mặt này á, là cái vật lố này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều lần. Có thể lên cả vài trăm ampere, trong khi đó cái điện áp đầu vào của mình là nó có mấy chục ampere thôi, 20 ampere thôi, 20 volt thôi.
nhưng mà cái điện áp vật lố nó có thể lên tới mấy trăm volt. Thì ý em nói cái đường màu vàng này là cái đường clamping của mình, cái điện áp clamping này. Còn cái spine này á là đáng lẽ là lý tưởng là cái đường màu vàng này nó sẽ phẳng luôn, nó không có cái vật lố nhỏ, nhưng mà do cái strain đất tầng nó nên mình có một cái vật lố khoảng vài chục volt ở đây. Bởi vì cái bộ cơ đình pháp mà không có clamping là không có ai xài hết, không người ta xài không có được, bởi vì cái vật lố rất là cao nên mình phải ép thêm cái clamping, có thể là sử dụng passive. Thì em so sánh với cái mặt passive snapper á thì cái hiệu suất nó cũng tùy vô cái giải điện áp mình đo hiệu suất nữa. Ví dụ như ở cái điện áp maximum 60 volt thì là mình không có cái trạng thái ngắn mặt nên cái hiệu suất của mình đạt được là lớn nhất. Thì cái hiệu suất này nó gần bằng với cái hiệu suất mà khi mà mình xài cái mặt passive snapper bình thường. Bởi vì tại cái điện áp lớn nhất là cái dòng ba tụ nó bằng không, cái tụ nó nạp xả cái dòng rất là thấp, và cái dòng điện chạy qua cái cuộn L1 L2 nó cũng gần bằng không luôn, coi như tổng hao của nó không đáng kể tại cái điện áp lớn nhất. Nhưng mà khi tại cái điện áp nhỏ nhất đó, thì cái dòng đầu vào của mình là lớn nhất, vậy thì mình sẽ xuất hiện cái tổng hao trên cái hệ thống di chuột này. Thì trên bài báo em cũng có tính toán cái tổng hao trên cái hệ thống này khoảng cũng khá là nhiều anh, cũng khá là lớn tại cái điện áp nhỏ nhất. Thì có thể chi tiết thì anh Vĩnh có thể tham khảo trên cái bài báo của em. Ok, thế thì mình sẽ nghiên cứu cái bài báo đấy sau về cái chi tiết về cái phần hoạt động. Thế còn cái câu hỏi về con diode nữa thì Tiên trả lời giúp ạ. Anh Định hỏi con diode em chưa ghi kịp, em ồn quá em không có nghe rõ, Định có thể nhắc lại câu hỏi. Ok, thế thì ý mình ấy là trong mấy cái mạch này thì đều có, dụ cả cái mạch mà mình ấy còn tụ với cả con MOSFET mà mắc kiểu quay ngược xuống dưới đấy. Và cái mạch này của Tiên ấy thì đều có cái phần diode tham gia vào cái current loop cả, đúng không nào? Yeah. Thế thì rõ ràng là cái current loop thì nó có lúc dòng điện nó chạy đi như này, lúc thì dạy dòng điện chạy như khác. Nhưng mà cái diode thì có lúc là dẫn, có lúc thì không dẫn. Yeah. Thế thì rõ ràng là việc mà lúc thì dẫn, lúc thì không dẫn ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về reverse recovery của con diode đấy. Yeah. Thế thì mình vẫn hỏi là cái việc lựa chọn diode này nó như thế nào là vì thế? Bởi vì là thời gian recovery nếu như mà nó dài, ví dụ một số con diode ấy, mà thời gian recovery có thể lên đến hàng trăm nano giây thì có ảnh hưởng như thế nào đến cái spike mà nãy Tiên có show ra? Thì cái reverse recovery của con diode này á, em nghĩ là nó không có ảnh hưởng đến cái hoạt động của mạch, bởi vì cái thời gian on off của cái con diode này nó chính là bằng cái tần số đóng cắt của cái mạch, mà cái thời gian reverse recovery thường là tính bằng nano giây, nhưng mà cái thời gian đóng cắt của mình nó dài hơn nano giây rất là nhiều, nên em nghĩ là cái reverse recovery của con diode nó không có ảnh hưởng. Và cũng như em định nói là cái lựa chọn con diode này á, thì mình khi mà mình thiết kế cái mạch đó thì mình cần phải care về cái vấn đề cái vòng lọc, cái lớp C1, C2, DZ, C1 mình phải làm sao cho cái lớp này nó là nhỏ nhất thì mình mới loại bỏ được cái điện áp vật lố trên cái khóa. Còn nếu như mà cái lớp này nó không có minimize được đó, thì mình sẽ xuất hiện cái điện áp vật lố giống như cái hình hồi nãy em show là nó có vài chục volt spike á, và nó cũng xuất hiện ở trên con diode luôn. Thế thì con diode này chắc là dùng Schottky đúng không? Dạ, em chọn là Schottky.
mình nghĩ là phải dùng cái loại Schottky, nhưng mà ở cái cỡ điện áp mà như của Tiên thì điện áp thấp thì chọn Schottky nó cũng không khó gì. Lên điện áp cao hơn là nó sẽ rất là khó chọn. Bởi vì cái này nó phù hợp cho những cái ứng dụng mà nguồn đầu vào nó vài chục con, nó nhỏ thôi. Ok, rồi cảm ơn Tiên. Xin mời mời anh Minh Bình. Xin cảm ơn trao đổi của Định ạ. Xin mời cái trao đổi của Bằng Thắng từ Seoul Test ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Bình, cảm ơn Tiên. Tiên ơi, cho anh hỏi chút là anh có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là liên quan đến cái tỷ số biến áp mà em gọi là tỷ số lãi tức ấy, từ VL chia cho VIN. Thì trong trường hợp giả sử như là tỷ số biến áp bằng 1 thì cái boost gain của cái hệ thống này là bao nhiêu? Của cái mạch này là bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Bằng 2. Là ăn tiếp lên. Khoảng 2 lần à? Dạ, 2 lần điện áp bằng 1 nhầm. Tại vì theo nhiều thì cái mạch này hoạt động giống như kiểu mạch boost ấy, thì khi mà em có hai khoảng thời gian, một là turn on thì năng lượng được lạp qua cuộn cảm này, và cái thời gian turn off thì cái năng lượng sẽ xả qua cuộn cảm, lúc đấy thì mình sẽ hình thành lên cái boost gain không? Thì nó giống như mạch boost converter, thì đối với mạch boost converter bình thường thì mình sẽ boost lên khoảng 7 lần. Thì đối với mạch này thì mình tức là về lý tưởng thì mạch boost của bình thường mình có thể tăng lên vô cùng thôi, nhưng mà do cái limit của cái parametric resistance cho lên mình khoảng 7 lần. Nhưng mà thì anh muốn hỏi là đối với cái mạch này đấy, thì hệ boost chỉ được 2 lần thôi, thì không biết là cái lý do gì mà gain nó chỉ được 2 lần thôi. Em có giải thích được không? Thì nhìn vô cái dẫn đồ từ cái phương trình độ lợi tiêu mạch hoạt động ở chế độ tăng áp với giảm áp thì mình có thể vẽ được cái vấn tịch gen như hình bên. Thì ở đây em cũng thì cái độ lợi của cái bộ này nó bị giới hạn ở 2 lần, cái tỷ số boost giới hạn ở 2 lần điện áp nổ vào. Thì cái đó cũng là một trong những cái nhược điểm của cái bộ current fed quasi di sụp. Nhưng mà do cái bộ mình nó là cái bộ sử dụng thêm một cái tầng tăng áp thứ hai là cái máy biến áp, cái phần máy biến áp, thì cái nhiệm vụ boost chính thì là mình sẽ sử dụng cái máy biến áp, thì mình dễ dàng tăng cái số lượng dây quấn lên, mình dễ dàng đạt được cái voltage gain. Thì cái bộ cái network di sụp ở đây bây giờ nó có cái nhiệm vụ là nó giúp cho cái quá trình khởi động và cái clamping điện áp, thì cái đó là cái lợi của cái phần di sụp ở đây, chứ nó không có giúp trong cái quá trình tăng áp lên, thì áp thì mình dễ dàng tăng số dòng dây quấn để mình đạt được. Thì còn cái nguyên nhân cái vì sao mà nó bị giới hạn đó, thì khi mà mình nhìn vô cái mặt này, nhìn vô cái mặt đây, thì mình có thể dễ dàng thấy được cái VPN maximum ở đây là mình bằng tổng cái điện áp C1, C2. Mà điện áp C1, C2 bằng với điện áp input. Nên cái điện áp maximum ở sau cái inductor là nó bằng 2 lần cái điện áp nổ vào. Nó không thể nào hơn 2 lần được. Vậy thì cái đó là cái nguyên nhân chính. Tức là cái mạch này nó cũng bị giới hạn cái đoạn đấy đó. Nhưng mà được cái là mình có thể thiết kế cái transformer tâm siêu lớn hơn thì mình có thể... Dạ đúng. Dạ. Cái đó là lợi nhất của cái việc mà mình sử dụng transformer. Thường thường thì cái bộ current fed isolated nó mình tăng cái vấn tịch gain bằng cách là mình tăng transformer, chứ mình không có tìm cách mà để tăng cái độ lợi của cái mặt. Mình chỉ đơn giản là mình tăng cái số dòng dây quấn thôi. Cho nó đơn giản hơn nhiều. Ok, và câu hỏi thứ hai anh muốn hỏi là cái leakage inductance ở đây có vai trò gì trong việc truyền tải năng lượng hay không, hay nó chỉ đóng vai trò là giảm cái duty loss hay như nào thôi? Cái leakage và trong quá trình thiết kế mạch này thì cái leakage đấy là mình thiết kế nhỏ nhất có thể hay là mình có một cái giá trị nào đấy, tức là nó thiết kế theo một cái tiêu chuẩn nào đó? Dạ, em cảm ơn anh. Là thông thường thì mình thiết kế cái máy biến áp là mình luôn luôn muốn cho cái điện cảm rò của mình là bằng không, bởi vì cái điện cảm rò này nó bị rớt áp nên nó sẽ làm mất cái gain của mình, mất cái độ lợi của mình. Nên trong cái mặt, với lại cái mặt này em dùng duty cycle control nên
cái thành phần điện cảm này mình càng cố gắng thiết kế nhỏ nhất. Dạ, càng nhưng nhỏ mà, nhưng tốt. Mà để đạt được GPS thì cái này có liên quan gì đến GPS range không hay như nào? Dạ, cái nghiên cứu này em chỉ mới sử dụng D2 Cycle Range Runner chứ mà em chưa có sử dụng phase shift để mà đạt được sử dụng cái phương pháp để mà đạt được GPS, đạt được sub-switching. Dạ. Em nghĩ okay. Nếu mà có đạt được sub-switching thì mình phải cần leakage. Nếu mà đạt sub-switching phải cần leakage ở đây. Ok. Mà cái đoạn này thì chưa. Dạ, em cảm ơn. Ok, cảm ơn. Cảm ơn trao đổi của bạn Thắng ạ, và để phản hồi từ bạn Tiên. Có lẽ chúng ta sẽ thêm một cái câu hỏi nữa để kết thúc, bởi vì thời gian cũng hạn chế. Nếu có gì thì chắc diễn giả sẽ trao đổi thêm với diễn giả sau khi cái buổi báo cáo. Thì bây giờ chắc là nhờ Tiên cần đọc, thì Tiên có một câu hỏi từ bạn Trung ở Đại học Đà Nẵng ạ. Chắc là Tiên trao đổi thêm câu hỏi của bạn đó để chúng ta sẽ chuyển qua báo cáo viên thứ hai. Một boost converter mỗi lần startup và lúc có tải thì phát ra tiếng kêu chân cùng L. Thì nó có vấn đề ở đâu? Và để chạy như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Anh cảm ơn. Anh cũng xin trả lời câu hỏi của em á. Là cái cuộn dây nó phát ra tiếng kêu là điều bình thường. Có thể cuộn dây này là do em quấn bằng tay á. Nên em quấn nó không có chặt, nên nó phát ra âm thanh là bình thường. Bình thường thì mấy cái cuộn dây công nghiệp đó, người ta dùng có thể là mấy cái silicon hay cái chất gì đó, người ta cố định mấy cái dòng dây lại nên nó ít phát ra tiếng kêu hơn là những cái cuộn dây mà quấn bằng tay. Và để chạy như vậy có ảnh hưởng gì không? Thì ảnh hưởng hay không? Anh nghĩ nếu mà phát ra tiếng kêu mà bình thường mà nó đều đều đó, thì kinh nghiệm của anh là nó không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cái tiếng kêu mà nó thay đổi liên tục đó, lúc mà nó lên xuống thì em cần phải coi lại cái mạch của em. Anh nghĩ là cái này anh cũng trải qua rồi, có gì anh với em trao đổi riêng cái phần này. Dạ em cảm ơn anh. Ở đây thì xin phép anh Bình và xin phép Tiên mình bổ sung một vài ý cho cái câu hỏi của bạn Trung, bởi vì là rất nhiều sinh viên của mình ở Bách Khoa Hà Nội cũng có cùng cái vấn đề tương tự, tức là khi mà chạy thực nghiệm ấy, thì các cái mạch từ là nó phát ra tiếng kêu, lúc thì rít rít, lúc thì u u. Thế thì mình xin trả lời thế này, tức là nó cũng căn cứ theo những cái nguyên lý về cảm ứng điện từ thôi. Là khi mà các bạn đặt một cái cuộn dây ở trong cái từ trường ấy, thì trên các cái vòng dây sẽ có dòng điện chạy qua, đúng không nào? Và dòng điện nó tương tác với từ trường theo quy tắc bàn tay trái bàn tay phải gì đó, nó sinh ra một cái lực, nó gọi là lực Joule-Tensor gì đấy. Thì cái lực này ấy, nó gọi là lực từ, và nó hình thành các cái cặp ngẫu lực. Nếu như mà cái dây của bạn là quấn đối xứng ở hai phía của cái mạch từ ấy, tức là mạch từ của bạn là hình tròn mà, nó bao giờ từ thông chạy khép kín. Như vậy là mỗi cái nhánh của cái đường dẫn từ ấy, là nó sẽ có quấn dây. Thế thì dòng điện mà nó sẽ phân bố theo cái kiểu là cái đắc cái nắm tay phải đấy, thì bạn sẽ thấy xác định được ngay cái chiều của từ thông, đúng không nào? Và cái lực từ nó sẽ, các bạn mà xác định được cái lực từ như thế thì nó thành một cái cặp gọi là ngẫu lực. Thì nếu mà là động cơ ấy thì nó sẽ làm cho cái động cơ nó quay, cái rotor nó quay. Thì trong trường hợp này là máy điện của các bạn ấy là cái gọi là máy điện tĩnh, hay là cuộn cảm hoặc là biến áp. Thì khi đó ấy, cái cặp ngẫu lực này nó sẽ làm cho cái cuộn dây, là cái dây quấn ấy, nó bị chuyển động nếu như mà các bạn quấn nó không chặt tay. Vậy thì làm nào để khử được cái việc là cái chuyển động nó không chặt tay này? Thế thì chỉ có cách, một là quấn nó chặt tay lại để nó khỏi bị chuyển động. Thứ hai là trong trường hợp mà không thể quấn chặt tay được thì trong công nghiệp người ta có cái cách là đổ keo để cho các cái dây quấn này nó không chuyển động. Vì chính cái sự chuyển động của nó làm cho gây ra tiếng kêu. Thế mình chỉ bổ sung thêm cái ý câu hỏi của bạn Trung như vậy thôi. Cảm ơn trao đổi rất là hữu ích và lý thú của từ định từ đầu khoa nội ạ. Vậy cảm ơn cái diễn giả báo cáo viên đầu tiên, bằng Tiên đến từ Kyushu ở Hàn Quốc đã trình bày
được trao đổi về mặt Consorce Inverter và Converter, DC-DC Converter và các cái trao đổi thêm từ các người nghe.